Rất vui khi được gặp lại các đồng chí và các bạn trong chuyên mục Quốc phòng toàn dân. Chuyên mục kỳ này có những nội dung chính sau: phóng sự phản ánh về công tác huấn luyện dân quân biển của Ban Chỉ huy quân sự thành phố Bạc Liêu; gương giới thiệu về ông Hồ Khải Hoàng, một vị tướng về hưu, sống bình dị và có nhiều đóng góp cho địa phương nơi cư trú. Trước khi vào phần nội dung chính, mời các đồng chí và các bạn theo dõi những hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật trong tháng qua của lực lượng vũ trang tỉnh. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh vừa tổ chức huấn luyện nữ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh năm 2018. Tham gia huấn luyện, các đồng chí sẽ được giới thiệu một số nội dung về quân sự, chính trị, hậu cần và kỹ thuật. Bên cạnh đó, các đồng chí còn được huấn luyện về điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, thể lực, hướng dẫn tháo lắp và tập ngắm bắn súng tiểu liên AK. Đợt huấn luyện nhằm giúp cho nữ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng nâng cao bản lĩnh, khả năng sử dụng vũ khí, làm cơ sở vận dụng thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ban Chỉ huy quân sự huyện Hòa Bình vừa tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan một bên một cấp trên bản đồ năm 2018 với nội dung: lực lượng vũ trang huyện thực hiện lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu. Theo đó, cuộc diễn tập được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao, tổ chức quy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện nhân sự, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ cao lên toàn bộ, xử trí tình huống. Giai đoạn 2, điều chỉnh kế hoạch, giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, bảo đảm chiến đấu, bảo vệ vùng biển, vùng trời cho các đơn vị thuộc quyền, và giai đoạn 3 là thực hành chiến đấu. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao trình độ, khả năng điều hành, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, góp phần nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện, sẵn sàng xử trí, ứng phó kịp thời các tình huống xảy ra. Vừa qua, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 9 đã chủ trì buổi đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ, học viên trường quân sự. Cùng dự buổi đối thoại dân chủ còn có lãnh đạo các cơ quan quân khu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và toàn thể cán bộ, chiến sĩ, học viên trường quân sự. Tại buổi đối thoại, đã có nhiều ý kiến của cán bộ, chiến sĩ, học viên phản ánh tâm tư nguyện vọng và đề xuất với Bộ Tư lệnh Quân khu một số nội dung như công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giáo viên trong thời gian tới, đề xuất trong xây dựng cảnh quan, cơ quan trường quân sự, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, mức trợ cấp đối với lực lượng dân quân tự vệ, sắp xếp bố trí việc làm cho học viên lớp trung cấp chuyên nghiệp quân sự cơ sở sau khi ra trường, công tác đảm bảo đời sống cho bộ đội và một số nội dung khác. Qua đối thoại, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu và các cơ quan quân khu đã tiếp thu, giải đáp thỏa đáng những thắc mắc cũng như kiến nghị của cán bộ, chiến sĩ và học viên. Từ đó đã góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ và học viên an tâm tư tưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Thưa các đồng chí và các bạn, thành phố Bạc Liêu có bờ biển dài hơn 10 km, giáp ranh với thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng và huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Thành phố có vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực phòng thủ tuyến biển của tỉnh Bạc Liêu và quân khu 9. Nhận thức rõ vị trí tầm quan trọng của tuyến biển trong thế trận khu vực phòng thủ, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân biển, góp phần tăng cường thế trận quốc phòng tuyến biển. Thời gian qua, Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã phối hợp với đồn biên phòng Nhà Mát, Bộ đội biên phòng tỉnh cung cấp quỹ chính quyền địa phương phường Nhà Mát, xã Hiệp Thành và xã Vĩnh Trạch Đông, chỉ đạo rà soát lực lượng lao động, phương tiện tàu thuyền đánh cá, làm cơ sở để tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ biển với tổ chức biên chế phù hợp, bảo đảm có lực lượng rộng khắp trên cả tuyến bờ, tuyến lộng và tuyến khơi. Việc tuyển chọn xây dựng lực lượng dân quân tự vệ biển được lựa chọn từ các thuyền viên, thủy thủ trên các phương tiện tàu thuyền hoạt động trên biển và từ những người có uy tín trong dòng họ, trong đó quy mô tổ chức theo biên chế cấp tiểu đội là chủ yếu, gắn với từng đôi tàu của gia đình dòng họ hoạt động trên cùng khu vực ngư trường khai thác đánh bắt. Trong năm qua thì đơn vị luôn chú trọng quan tâm huấn luyện cái lực lượng dân quân biển để sát với tình hình nhiệm vụ thực tế được giao. Hiện tại thì đơn vị thành phố Bạc Liêu được biên chế một trung đội dân quân biển. Hàng năm thì chúng tôi đều quán triệt tốt cái kế hoạch huấn luyện của trên. Lực lượng dân quân biển được huấn luyện chu đáo từ công tác chính trị đến cái tư tưởng tổ chức cũng như là huấn luyện kỹ chiến thuật, đặc biệt là cái chuyên ngành đối với thực hiện cái nhiệm vụ dân quân trên biển. Chúng tôi thường xuyên phối hợp chặt chẽ với đồn biên phòng Nhà Mát, Hải đội 2 tổ chức
phối hợp huấn luyện chặt chẽ các cái nội dung để đảm bảo nâng cao cái trình độ khả năng của cái lực lượng dân quân biển. Cùng với việc xây dựng, củng cố, kiện toàn về tổ chức để nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ biển, Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã thường xuyên quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ biển. Căn cứ kế hoạch và chỉ lệnh huấn luyện của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã xây dựng cụ thể kế hoạch bồi dưỡng cán bộ và nội dung chương trình huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ biển. Công tác huấn luyện được sắp xếp bố trí vào thời gian thích hợp từ tháng 8 đến tháng 9. Đây là thời điểm giao thời giữa hai vụ cá, tàu thuyền ít ra khơi nên quân số tham gia huấn luyện cao. Nội dung huấn luyện luôn bám sát với giáo trình, sát hợp với tình hình thực tế của địa phương. Qua quá trình huấn luyện thì đánh giá về cái lực lượng dân biển của phường Nhà Mát, trung đội của thành phố thì tới thời điểm này cơ bản là anh em chấp hành tương đối tốt và nắm chắc từng nội dung và có về khả năng bản lĩnh động tác về bắn trúng bắn trụm mục tiêu trên biển và cái cách ứng phó về một số cứu nạn trên biển là đảm bảo đúng theo kế hoạch và Ban Chỉ huy quân sự thành phố đề ra. Trong quá trình huấn luyện, luôn bảo đảm sát yêu cầu nhiệm vụ, đúng đủ nội dung, thời gian theo chương trình quy định và phương án phòng thủ của địa phương. Vì vậy, chất lượng huấn luyện năm nay được nâng cao. Qua huấn luyện, bản lĩnh chính trị, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu và khả năng phối kết hợp tác chiến của lực lượng dân quân tự vệ biển được nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Qua đợt huấn luyện dân quân tự vệ biển 2018, thì tôi cũng nâng cao được tinh thần, nhận thức trách nhiệm của bản thân. Đặc biệt là có thể xử lý được các tình huống sự cố xảy ra trên biển. Do làm tốt công tác xây dựng và huấn luyện, nên lực lượng dân quân tự vệ biển của thành phố Bạc Liêu đã phát huy hiệu quả rõ nét. Tàu thuyền của lực lượng dân quân tự vệ biển hoạt động trên cả 3 tuyến đã kết hợp chặt chẽ giữa khai thác, đánh bắt hải sản với phối hợp cùng các lực lượng tuần tra nắm tình hình trên biển, giải quyết các vụ việc vi phạm vùng biển của tỉnh và tham gia các nhiệm vụ đột xuất như phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ biển đã góp phần cùng các lực lượng đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biển của thành phố, tạo môi trường an toàn và thuận lợi để địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của khu vực ven biển. Thưa các đồng chí và các bạn, trong suốt những năm kháng chiến chống Mỹ, giải phóng thống nhất đất nước cho đến giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mảnh đất Bạc Liêu tự hào đã sản sinh ra nhiều thế hệ thanh niên kiên cường, dũng cảm. Trong rất nhiều những tấm gương sáng ấy, có một người thanh niên quê ở xã Định Thành, huyện Đông Hải. 15 tuổi đã tham gia du kích, trải qua quá trình rèn luyện trong quân đội, ông đã trở thành vị tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đó là Thiếu tướng Hồ Khải Hoàng, nguyên chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu. Trong câu chuyện với chúng tôi vào những ngày tháng 8 lịch sử, cả nước đang có nhiều hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9. Ông bảo, không chỉ gia đình ông mà cả dòng họ hầu hết đều theo kháng chiến. Nhiều người hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Với 35 liệt sĩ, hai chú ruột là thương binh. Cha và hai người anh của ông đều là những chiến sĩ dũng cảm, kiên cường, đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ông kể, hồi ấy trên quê hương ông xã Định Thành, huyện Giá Rai, địch lập tới 12 cái đồn. Bọn mật thám, gián điệp, biệt kích, thám báo, ngụy quân ngụy quyền hoạt động cả ngày lẫn đêm, tìm diệt lực lượng của ta. Ông không giải thích lý do đi theo kháng chiến, mà ông bảo ông rất thích một câu hát của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền. Dù rằng đời ta thích hoa hồng, kẻ thù buộc ta ôm cây súng. Cuộc đời chẳng ai thích cầm súng đánh nhau, nhưng khi giặc xâm chiếm đất nước, mình yêu dân tộc, cầm súng ra trận như một lẽ đương nhiên. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, ông đã trực tiếp tham gia chiến đấu 47 trận, 3 lần bị thương, tiêu diệt 67 tên địch, thu 55 súng các loại, 5 máy thông tin BRC-25 của địch, góp phần cùng với lực lượng vũ trang tỉnh Bạc Liêu giành thắng lợi, mở rộng vùng giải phóng, góp phần vào thắng lợi chung của cả nước. Ông có rất nhiều kỷ niệm về các trận đánh, song có một kỷ niệm mà ông nhớ mãi. Trận đánh với
không ở Dầm Đình, ở dưới quyện Cái Nước. Mình thì lực lượng mình khoảng 30 thôi, hai đại đội, đại đội 1 với đại đội 2 là ghép lại, tôi tăng cường từ đại 1 ghép vào đại 2. Thì khi nổi nó địch nó vô có 2 tiểu đoàn mà mình lực lượng khoảng 30 thôi. Khi đánh lên là anh Ba Liêm đó, ảnh đại đội trưởng, nhưng mới vừa nổ súng của anh bị thương, bể gãy trên tay, anh về thì xin. Tôi chỉ đi đánh suốt trong trận đó thì là chết, và theo như nó báo cáo mình kỹ thuật mình theo dõi được là chết và bị thương là trên 200. Đó là cái trận thắng lợi mà trong chiến tranh mà mình tham gia là thắng lợi, thấy là nói là rất lớn. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, chưa được bao lâu thì ông lại tiếp tục lên đường bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia. Thời gian sống và chiến đấu trên đất nước bạn gần 10 năm, ông đã từng trực tiếp chỉ huy nhiều trận chiến đấu, cùng với đơn vị lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần giúp nước bạn củng cố lực lượng, giữ vững địa bàn, từng bước tiếp nhận và đảm đương nhiệm vụ bảo vệ đất nước mình. Ngày 20 tháng 10 năm 1989, ông vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, vì đã có thành tích cùng các lực lượng chỉ huy giải phóng toàn tuyến biên giới giữa ta và Campuchia. Trong cuộc đời 45 năm binh nghiệp, ông luôn tâm niệm, dù thời chiến hay thời bình, bản lĩnh người lính bộ đội Cụ Hồ không phai mờ trong huyết quản, nên đã không ngừng rèn luyện, chiến đấu và trưởng thành. Kể từ khi trên cương vị là chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu, ông đã cùng với Ban Thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng quốc phòng an ninh, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tập trung huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Điểm nổi bật nhất của ông Chí Tư Hoàng đó là cái tinh thần trách nhiệm, người trong công tác lãnh đạo điều hành thậm chí rất là kiên quyết, mà kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, tạo sự đồng thuận cấp dưới. Cho nên từ đó mà ở cơ sở, huyện, thị, thành phố được hoàn thành nhiệm vụ, góp phần cho bộ sự tỉnh hoàn thành nhiệm vụ. Cái thứ hai nữa chỗ ông với tôi Hoàng cái nữa là cái phong cách rất là dễ gần gũi, mẫu mực, rồi làm cho thực sự cái trung tâm đoàn kết gắn bó trên dưới, rồi tình đồng chí đồng đội mẫu mực thương yêu với nhau, từ đó mà lại có chỗ dựa tinh thần cho cán bộ chiến sĩ. Đồng chí Tư Hoàng từ khi về làm chỉ huy trưởng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu cho đến khi đồng chí nghỉ hưu đó, thì nói chung là đồng chí có rất nhiều đóng góp cho cái lực lượng vũ trang tỉnh cũng như là tất cả các cái mặt công tác quốc phòng quân sự địa phương. Ngoài cái lãnh đạo chỉ huy lực lượng vũ trang thực hiện các nhiệm vụ ra thì đồng chí còn là một người anh, một người chú đáng kính của là lực lượng vũ trang. Đồng chí Tư Hoàng là rất gần gũi, dễ mến. Đồng chí là một cái tấm gương để mà cán bộ chiến sĩ học tập noi theo. Sau khi đồng chí được về hưu đó thì nói chung là đồng chí luôn phát huy được cái phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Đồng chí sống rất là gần gũi, hòa đồng với hàng xóm, rồi đó là đồng chí cũng thường xuyên đến cơ quan, đồng chí cũng nhắc nhở góp ý để cho cái thế hệ sau này đó là thực hiện tốt cái nhiệm vụ của mình. Nói chung đồng chí Tư Hoàng thì từ khi sống ở trong lực lượng vũ trang cũng như về gia đình thì đồng chí là có thể nói là cái phẩm chất đạo đức lối sống của đồng chí là rất giản dị, bình dân, gần gũi, yêu thương em cháu. Nói chung là đồng chí là có thể là một người mẫu mực để là mọi người học tập noi theo đồng chí. Hiện nay Thiếu tướng Hồ Khải Hoàng nghỉ hưu sống với gia đình tại phường 5 thành phố Bạc Liêu. Ông sống giản dị, chân thành, luôn gương mẫu hết lòng vì lợi ích nhân dân. Với vai trò là đảng viên, ông sinh hoạt chi bộ đều đặn, có nhiều ý kiến đóng góp cho địa phương, nhất là trong công tác bảo đảm an ninh quốc phòng. Gia đình ông sống gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động. Thì trong thời gian chú nghỉ hưu về sinh hoạt ở chi bộ thì cũng tham gia sinh hoạt rồi chi bộ là đầy đủ, cũng đóng góp rất nhiều ý kiến cho các con các cháu, thì cũng các ý kiến hay để mà xây dựng cái địa phương cũng như là xây dựng cái chi bộ ngày càng phát triển hơn.
Thì đối với gia đình của đồng chí cho Hồ Cái Hoàng thì sống ở địa phương, thì gia đình cũng như đồng chỗ đồng chí thì rất gần gũi với bà con xóm giềng, thì cũng làm tốt các phong trào mà an sinh xã hội cũng như địa phương, cũng như là các phong trào mà của các tỉnh khác mà có đồng chí cũng giúp đỡ rất là tốt. Bây giờ đã nghỉ hưu, ông luôn sống gương mẫu và bằng sự gương mẫu của mình giáo dục con cháu xây dựng gia đình văn hóa mới, nêu gương sáng cho lớp trẻ noi theo, tránh có những biểu hiện công thần tự mãn. Ông luôn luôn là bộ đội Cụ Hồ, mãi mãi là bộ đội Cụ Hồ. Chuyên mục Quốc phòng toàn dân kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào, tạm biệt.